Ngày 5 tháng 10, Đoàn Công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã đến kiểm tra hiệu quả bước đầu mô hình trồng thử nghiệm một số giống hoa cát tường gắn với phát triển du lịch sinh thái tại huyện Vân Hồ, Mộc Châu. Với tổng diện tích trên 1.200m2, 4 giống hoa đơn và 4 giống hoa kép được lựa chọn trồng thử nghiệm tại 3 điểm trên địa bàn huyện Vân Hồ và 1 điểm ở huyện Mộc Châu. Sau thời gian trồng chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, hoa cát tường tại các điểm đều sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt trên 90%, ít sâu bệnh hại. Đây là mô hình do Sở Khoa Công nghệ làm chủ đầu tư, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vân Hồ chủ trì thực hiện, thời gian triển khai trong vòng 24 tháng từ năm 2022 đến 2024 với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Quá trình thử nghiệm sẽ giúp đơn vị chuyên môn đánh giá đặc điểm sinh trưởng của các giống cát tường, giai đoạn vườn ươm và kỹ thuật ươm hạt giống, so sánh một số giống hoa cắt cành và trồng trộn kiểm tra thực địa tại các vườn, lãnh đạo sở khoa học công nghệ đánh giá cao kết quả bước đầu của mô hình cũng như những nỗ lực cố gắng của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Vân Hồ trong quá trình thử nghiệm, đồng thời đề nghị chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì nhanh chóng tiếp cận làm chủ công nghệ nên cần tính ứng dụng cao, có khả năng nhân rộng, góp phần tăng thu nhập của người dân và đa dạng hàng hóa của địa phương.